Xin chào tất cả các bạn ha. Thì trong cái video này đó các bạn, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để mình tháo cái ống nước này ra mà cái van khóa nước này á nó không có bị hư ha. Thì khi mà mình muốn tháo cái đoạn ống nước này ra đó các bạn, thì đầu tiên á cái đoạn chỗ này nó dài quá thì các bạn nên cắt nó ngắn nó đi ha. Mình chừa chỉ khoảng là 1 cm thôi. Tại vì nếu mình để dài như vậy đó các bạn, khi mà mình đốt cái ống này đó thì cái thằng này nó sẽ dẻo đi và mình cặp kèm cho mình xoắn á, thì nó chỉ đứt cái đoạn ở bên trên này thôi và cái đoạn bên trong này nó sẽ không có bung ra ha. Rồi cái kế tiếp đó các bạn, thì ở trong cái van này nè nó có một cái bi để khóa. Thì khi mà mình muốn lấy cái ống này ra đó thì mình phải đốt ống, và ở chỗ này các bạn nên nhớ là mình phải mở nó ra ha, để cho lửa đó nó không có bị cháy cái bi ở bên trong. Nếu như mà mình để ở vị trí này đó các bạn, mà cái keo nó nhiễu vô đây đó thì nó cháy cái bi, coi như là cái bi này nó bị thủng và cái van khóa này nó sẽ bị hư, nó sẽ không khóa được ha. Thì để mở cái này đó các bạn, nó cũng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ nhớ cái chỗ đó giùm mình thôi. Thì khi mở đó các bạn nên dùng cái kìm mở chuột như vậy nè, tại vì cái bề ngang này nó nhỏ thì mình sẽ luồn vô, mình cặp vô sâu vô tới bên trong cái ống này luôn và mình xoắn á thì nó đều, nó lột đều hết và nó rất là dễ ra. Còn mình mở bằng những cái cây kìm răng này đó các bạn, thì cái bề ngang của cái kìm này nè nó lớn lắm, thật ra mình không có đưa vô sâu được, mình sẽ rất khó mở đó ha. Đối với những cái kìm răng mà kìm lớn như vậy đó các bạn, khi mà mình cặp ở đây nè, mình không cặp sát được vô bên trong á, thì khi cái ống này nó mềm á và mình xoắn á, mình xoắn nó dễ đứt ở cái vị trí giữa này. Mà khi đứt ở vị trí giữa này á, cái đầu nó túm lại là coi như mình bó tay luôn, là mình sẽ không mở được. Và kế tiếp đó các bạn, khi mà nung lên á thì mình phải nên có một cái tô vít dẹp hoặc là cái bút thử điện như vậy nè, thì mình canh á cái ống này nó vừa mới mềm, nó vừa mới chín á, thì lúc đó mình sẽ thổi, mình tắt lửa và mình thao tác cho nó nhanh ha. Chứ nếu mà cái ống này khi mà nó mềm rồi á mà mình chậm khoảng 10 giây thôi các bạn, là cái thằng này nó cứng lại, nó cứng lại á thì mình sẽ không lột được hết được ở bên trong cái phần ống ở bên dưới này. Và cái cuối cùng đó các bạn, là khi mình sử dụng cái keo này mình đốt nè thì nó lên cái khói đen, cái khói này rất độc các bạn, thì các bạn nên tránh nó ra ha, để mình hạn chế tối đa để mình hít cái khói này vô ha, nó gây bệnh cho mình đó. Và cái cuối cùng đó các bạn, thì khi mà mình lột cái ống này đó, mình tha keo á thì các bạn cho keo á nó cũng vừa đủ thôi, đừng nên cho keo quá nhiều, để khi cái keo ở bên trong cái ống này nó dư á và khi mình đốt á mình đưa lên như vậy lửa nó mới cháy, thì cái keo á nó sẽ chảy xuống dưới bên dưới này và nó chảy vô trong cái bi, nó chảy vô trong cái bi này, thì lúc đó nó sẽ đốt luôn cái bi này các bạn. Thì lúc đó coi như là mình mở được cái ống này, nhưng mà là cái van này nó cũng hư luôn ha. Cái ống mình muốn lột á nó nằm dài đến đâu á thì mình cho keo ngay cái tầm đó thôi và không cho dư. Rồi mình sẽ mở cái này cho các bạn xem ha, tích tắc là xong thôi ha.